Các bác nhớ là nhắn vào Zalo giúp em để lát em check ạ. Bởi vì cái like ở trên TikTok hoặc là like ở trên Facebook của em không có công cụ check đâu. Mọi người phải nhắn vào Zalo cho em. Hàng này hàng 550k ạ. Em còn 23 cây. Em ship từ Hưng Yên nhé mọi người nhá. Em ship từ Hưng Yên nhá. Em còn hơn 20 cây cái hàng này thôi ạ. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Hàng mấy triệu đây? Hàng này hàng 2.5 triệu đấy ạ. Hàng này hàng 2.5 triệu, quay hàng 2.5 triệu nhá. Đây ạ. Em quay cây này là cây 2.5 triệu đấy ạ. Cây này là cây 2.5 triệu nhá các bác nhá. Trong cái line này em sale đi. 2.5 triệu free ship này. Cái này 2.5 triệu free ship cho các bác này. Cái này 2.5 triệu free ship nhá. Đây ạ. Thân của nó rất là thẳng nhá. Con này vanh của nó 11 ạ. 20 này, 40 này, 60 này. Thoát 60 phân nhá, cái này thoát 60 phân. Vanh của nó vanh 11. Vanh 11, con này vanh bình thường nhưng mà tán nó rất là to. Tán nó rất là to nhá. Cây này em bán 2.5 triệu free ship cho mọi người này. Ai mua cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Cây tiếp theo này. Cây này là vanh 12 13 này. Cây này vanh 12 13 này. Cây này cũng 2.5 triệu free ship này, tán rất là to và sum và dày này. Tán to tròn sum dày. Đấy, bác nào mua hàng thì qua Zalo cho em nhá. Cây này là vanh 12 nhá. Cây này vanh 12 này. Thân thẳng luôn ạ. Thoát 40 phân nhá. Cây này thoát 40 phân nhá. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Tán tròn to luôn. 13 bác đang xem like trên TikTok ơi. Các bác thả tim thả like cho em. Cho em xin ít tim ít like đi các bác ơi. Mỗi bác cho em xin một tim một like ủng hộ em đi ạ. Cái tiếp theo này. Em cảm ơn anh Quang Nguyễn. Cảm ơn bạn chuột 34 Hải Dương đã thả tim thả like ạ. Cảm ơn bạn Phạm Hải. Cảm ơn các bác đã thả tim thả like cho em được 44-45 được thích rồi. Cái tiếp theo này, cái này hôm qua em đo vanh nó vanh 13 này. Cái này vanh 13 này, giá 2.5 triệu free ship này. 2.5 triệu free ship, cái này là 2.5 triệu này. 20 này, 40, cái này thoát 50 này. Cây thoát 50 phân này, vanh của nó vanh 12, 13 nhé. Hôm qua cái này em đo rồi, hôm nay em không đo lại nữa. 2.5 triệu. 2.5 triệu free ship nhá. Đấy, con này đổ cành đổ càng nữa đấy. Đấy ạ. Cây này thì vanh của nó khá là to nhá. Vanh của nó khá là to, vanh của nó vanh 12, 13. Em đo thoát thân này. 20 này, 40 này, 60 này. Cây thoát thân 60cm này. Đấy. Cây này vanh 12, 13. Cây này 2.5 triệu free ship này. Bắt đầu mua cây này thì inbox vào Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em nhá. Mộc Vĩnh Phúc với Mộc Hưng Yên. Mộc nào thơm và chuẩn giống. Mộc nào cũng Vĩnh Phúc và Hưng Yên thì các bạn cứ mua được ở địa chỉ uy tín. Mua được mộc chuẩn thì nó sẽ chuẩn giống. Bởi vì không phải là em cam kết là ở Hưng Yên cũng đầy nhà trồng mộc lai, mà ở Vĩnh Phúc đầy nhà trồng mộc lai. Và hàng Hưng Yên thì bọn em xuất lên Vĩnh Phúc rất là nhiều. Hàng Hưng Yên xuất lên Vĩnh Phúc rất là nhiều luôn. Mộc Vĩnh Phúc đa số là mộc từ Hưng Yên chuyển lên mà. Nên là nó như nhau hết cả thôi ạ. Mình mua được ở những địa chỉ uy tín thì mình y rằng là sẽ mua được hàng chuẩn giống thôi. Cái này 2.5 triệu này, em có cái to nữa đây, cái 15 triệu đấy ạ. Cái này là cây 15 triệu nhá. Cây 15 triệu này vanh của nó vanh 29. Cây 15 triệu là vanh 29 này. Thân nó như này. Đấy. Cây tiếp theo đấy nhá. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. 2.5 triệu free ship. 2.5 triệu free ship ạ. Em chưa bao giờ bán hàng free ship luôn. Hôm nay em chơi lớn luôn đấy ạ.
xem để quay cây nào. Quay cây ở ngoài đi. Xong chưa ông? 100 cây này. 5 cây mẫu đơn kìa ông ơi. Cây tiếp theo này. Có cây nào 1 triệu không? 1 triệu ông không có. 1 triệu không có nhưng mà có cây 700 đây. Có cây 700 đây ạ. 700k hàng thoát thân cao này. Có cây 700 nhá. Ai mua cây 700 này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép tắt like một lát, em đóng nằm đơn hàng cho khách đã.